Chào mừng các bạn đã trở lại với Mèo Hay iOS và Android. Thì hôm nay trên tay mình ở đây chính là cái iPhone 4S, nhưng mà cái iPhone 4S này khá là đặc biệt ha các bạn. Thì đây là phiên bản iPhone 4S, độ trong suốt và độ phím home của iPhone 5S. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem thử. Đây, dòng chữ Not For Sale. Thì cái này mình khắc lên thôi ha các bạn. Ở đây là mặt lưng trong suốt, nhưng mà mình vẫn chừa lại được cái quả táo này nha các bạn. Rồi, bên cạnh bên này thì chúng ta khắc một vài cái thông tin của thiết bị. Thì đây là phiên bản iPhone 4S độ trong suốt, đang chạy iOS 6.1.3.3, và cái phiên bản này là phiên bản max cấu hình luôn, 64GB. Ngoài ra thì nếu mà các bạn để ý kỹ á, thì ở đây là mình, cái dòng máy này của mình là số seri, và cái số nẹp này nó trùng luôn, nó là trùng khay nẹp luôn. Phiên bản này, máy này mình mua được với cái nó gọi là trùng khay trùng nẹp đó các bạn. Thì hôm nay ở cái iPhone 4S này, mình muốn giới thiệu với các bạn một vài cái tweak trên CDR mà chúng ta có thể sử dụng được thao tác vuốt giống như là trên iPhone X vậy đó các bạn. Ví dụ như mình ở trong cái ứng dụng thì mình chỉ cần vuốt nó gì là nó sẽ đi ra ngoài luôn, hoặc là trong ứng dụng chúng ta vuốt như vậy sẽ chuyển đổi những qua ứng dụng khác, thì vuốt giống như trên những cái dòng iPhone X vậy đó các bạn. Để chúng ta hạn chế sử dụng phím home này, thì giờ chúng ta bắt đầu vào video nhé. Thì trước khi nói đến cử chỉ vuốt trên dòng iPhone này, thì mình sẽ nói tới cái giao diện của cái iPhone mình đang có trên tay trước. Thì ở iOS 6, thì như các bạn đã biết thì iOS 6 nó sẽ không có cái giao diện giống như vậy đâu ha. Thì giao diện của iOS 6 thì nó, các biểu tượng của nó màu nó theo dạng như là 3D nổi khối á. Thì ở đây mình đã đổi cái biểu tượng nó thành trắng đen như vậy nè, để nó phù hợp với cái máy trong suốt này hơn. Thì các bạn nếu mà muốn cài cái chủ đề trắng đen này lên iOS 6 của các bạn á, thì có thể vào CDR. Các bạn vào CDR và tìm cái theme này nha, cái theme iOS 86 này nè. Thì ở đây mình đã cài rồi nè. Đây nè các bạn, cái theme iOS 86 nè. Khi các bạn cài vào cái này là cái nguồn CDR nha các bạn, nguồn cda.vn á, các bạn cài cái thêm iOS 86 này vào, và các bạn vào trong cài đặt nó sẽ có cái Winterboard nè. Bạn vào Winterboard và các bạn chọn cái thêm iOS 86 này, các bạn áp dụng nó lên thì nó sẽ được cái giao diện giống như trên máy mình ở đây. Thì để cho các bạn dễ so sánh, thì ở đây mình có một cái phiên bản iOS 6 gốc nè. Bên này là iOS 6 gốc, và bên này là mình đã cài cái chủ đề đen trắng cho cái iPhone này. Thì chúng ta nhìn nó khác ha. Đó. Thì bạn nào muốn cài cái chủ đề đen trắng này cho iPhone của mình thì có thể vào CDR và tìm cái thêm iOS 86 để cài vào nha. Rồi, thì đó là mình nói về cái giao diện của máy. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới cái tweak để dùng để vuốt, để thoát cái ứng dụng giống như vậy nè. Thì đây, các bạn cũng vào CDR ha, các bạn tìm một cái tweet nó tên là Zephy. Đây, cái tweet nó tên là Zephy. Các bạn cài cái Zephy này vào thì nó tương thích cho iOS 5 và 6 nha. Phiên bản cao hơn hoặc thấp hơn thì không cài được. Thì khi mà chúng ta cài cái Zephy đó rồi, thì ở trong cài đặt nè, các bạn sẽ tìm thấy cái chữ Zephy ở trong cài đặt đây. Thì cái này là cái dòng đầu tiên này là vuốt từ bên trái hoặc là bên phải, là nó như vậy nè các bạn. Đó, từ bên trái hoặc là bên phải. Thì nếu bạn không thích sử dụng bên trái bên phải này thì chúng ta tắt cái này đi là không còn xài được. Đó. Rồi, tới ở dưới nè,
vuốt lên từ chính giữa nè, là vuốt từ dưới này lên nè các bạn. Đó thì mặc định của nó thì nó đã bật sẵn ha, thì chúng ta chỉ cần vuốt nó lên như vậy là nó thoát ra khỏi cái ứng dụng đang chạy nè. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể, ví dụ như các bạn ở trong một cái ứng dụng nào đó mà các bạn không muốn vuốt để thoát ra, thì chúng ta sẽ có cái dòng disable in application nè. Chúng ta vào đây chúng ta bật cái ứng dụng đó lên. Ví dụ mình đây mình bật cái ứng dụng, ở đây mình bật cái CDR đi. Đó, bây giờ mình sẽ bật cái CDR lên. Thì khi mà mình vào CDR thì mình sẽ không có thể thoát ra bằng cái này vuốt này được nữa. Thấy không? Thì có nghĩa là khi các bạn không muốn sử dụng cái tính năng vuốt này trong cái ứng dụng nào đó, thì chúng ta sẽ bật cái disable application lên, thì trong cái ứng dụng đó các bạn không vuốt được nữa. Ngoài ra thì khi mà chúng ta muốn mở cái trình đa nhiệm của máy lên, thì chúng ta chỉ cần vuốt và giữ một chút đây, thì nó sẽ hiển thị cái trình đa nhiệm ở dưới này, cũng giống như các bạn nhấp hai lần vào màn hình vào cái phím home vậy đó. Chúng ta chỉ cần vuốt lên và giữ lại đây, thì khi mà cái chúng ta cài cái Twitch Zephyr này vào cái iPhone chạy iOS 6 á, thì hầu như những cái thao tác của chúng ta sử dụng là chỉ còn vuốt thôi, không còn sử dụng tới cái phím home này nữa. Thì bạn nào muốn cài cử chỉ vuốt thì cài cái Zephyr này vào iPhone đã dây gắt nha, thì nó cũng đơn giản thôi, chỉ cần cài vào và thiết lập một chút thì là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Rồi tới cái tweet tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn trên những dòng iOS 6 đã dây gắt rồi đó, thì ở đây như các bạn đã thấy nè, trên cái biểu tượng Sierra nó có số 1 nè. Mình sẽ ví dụ với những cái ứng dụng khác ha, ví dụ như App Store hay gì đó, mà cái nào nó có số 1 mà mình muốn tắt cái số 1 này đi mà không muốn cập nhật cái phiên bản lên á, thì chúng ta chỉ cần cài một cái tweet trên CDI có tên là Clear Backup. Thì cái tên nó nằm đây nè, các bạn vào CDI gõ cái tên này nha. Thì ở đây mình có cài rồi nè, để mình vào cho các bạn xem thử cái tweet nó như thế nào nha. Đây, cái tên của nó là Clear Backup ha, các bạn cài vào iPhone. Xong rồi đó, thì khi mà chúng ta đã cài rồi thì ở một cái ứng dụng nào đó mà chúng ta muốn xóa đi cái số 1 này nè, hoặc là số 2, số 3 gì đó, mà cái số mà nó hiện thông báo ở trên cái ứng dụng đó, thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cho cái ứng dụng nó rung lên như vậy nè. Rồi bây giờ chúng ta dùng một ngón tay nhấn hai lần vào cái ứng dụng có cái thông báo đó. Đó, thì nó đã mất tiêu cái số đó rồi. Nhìn nó cái máy nó giao diện nó sẽ đẹp hơn, nó không có những cái thông báo khó chịu đó nữa. Thì cái Clear Backup này tính năng của nó là xóa những cái thông báo con số ở trên góc phải của ứng dụng. Rồi cái tweet tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn trên những dòng iPhone đã dây gắt ở iOS 6 này, đó chính là cái tweet chúng ta có thể cài đặt những cái chức năng nhanh ở trên cái thanh ở trên màn hình này các bạn. Ở mặc định của iOS 6 á, thì chúng ta sẽ không có cái thanh cài đặt nhanh những cái chức năng này nha, Wi-Fi hay là âm lượng, độ sáng màn hình, khóa xoay màn hình nè. Mặc định của iPhone iOS 6 nó không có. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó cũng khá là bất tiện, mỗi khi chúng ta muốn tắt mở Wi-Fi nhanh hay là điều khiển độ sáng gì đó, giống như ở trên này. Thì chúng ta chỉ cần vào CDR và tìm cái tweet. Ở đây mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây, chúng ta sẽ cài tweet NC Setting này vào nha các bạn. Đó, khi mà chúng ta đã cài NC Setting vào, thì khi mới cài thì ở trên này nó cũng chưa có cái thanh này đâu nha các bạn. Khi mới cài thì chúng ta sẽ vào cài đặt nè. Thì các bạn sẽ vuốt tới cái dòng thông báo nè. Thì ở trong cái phần thông báo này nè, mặc định của cái NC Setting khi các bạn cài á, nó sẽ nằm ở dưới cái dòng là không ở trong trung tâm thông báo. Thì nó nằm dưới này nè. Đây, để mình lặp lại cho các bạn xem. Đây nè, thì khi mà mới cài vào thì cái màu trắng trắng này nè, cái không có tên này nè là NC Setting đó, thì nó sẽ nằm ở dưới là không nằm ở trong cái trung tâm thông báo, thì khi chúng ta vuốt xuống nó cũng không có. Thì đó là đôi khi có những bạn cài cái NC Setting vào rồi nhưng mà vuốt xuống thì không có cái thanh cài đặt nhanh này, thì các bạn phải vào thông báo nè. Thì các bạn bấm vào đây và bật cái công tắc này lên, thì khi này NC Setting nó mới có cái quyền thông báo, thì nó sẽ nằm ở trong cái thanh thông báo này được đó các bạn. Đó, thì chúng ta phải bật cái thông báo chức năng của NC Setting lên. Rồi cái tweet tiếp theo
mình giới thiệu với các bạn, đó chính là cái Tweet có cái chức năng là hiển thị được cái những cái trình cái ứng dụng đang chạy đa nhiệm, nó hiển thị được cái hình ảnh đang ở trong cái tiến trình nào đó. Thì ở mặc định của iOS 6 nè, khi chúng ta mở đa nhiệm lên, nó chỉ hiển thị cái biểu tượng như vậy thôi, chứ nó không có hiển thị là lúc đó chúng ta đang ở đâu trong cái ứng dụng đó. Ví dụ như ứng dụng cài đặt thì mình đang ở đâu nè, ứng dụng tin nhắn mình đang ở đâu, thì nó hiển thị một cái bảng xem trước nhỏ như vậy nè. Thì chúng ta cũng dễ dàng quản lý hơn cái trình đa nhiệm của chúng ta. Thì đối với cái trình mặc định của iOS 6 thì nó chỉ hiển thị cái icon như vậy thôi, nhìn nó không được đẹp. Thì để làm được điều này thì các bạn cũng vào CDA và tìm cái Tweet Also nha các bạn. Đây này, các bạn gõ Also. Thì ở đây mình sẽ cài cái Also Original này nha các bạn. Đây nè, nó hỗ trợ cho iOS 5.1 cho đến iOS 6. Thì sau khi mà đã cài cái Also vào rồi đó, thì khi mà chúng ta vuốt cái đa nhiệm lên thì nó sẽ hiển thị cái bản xem trước của cái ứng dụng như vậy. Nhìn nó cũng khá là tiện ha. Ví dụ như chúng ta có muốn tắt cái đa nhiệm đi thì chỉ cần vuốt xuống như vậy nè. Nó cũng nhanh hơn là đối với cái iOS 6 gốc, là các bạn phải nhấn giữ vào icon và cho nó hiện dấu trừ và phải tắt từng cái như vậy nè. Nó khá là bất tiện. Đó, thì ở đây chúng ta chỉ cần vuốt xuống là chúng ta sẽ tắt được đa nhiệm của cái ứng dụng đó. Rồi, cái Tweet tiếp theo mình giới thiệu cho các bạn trên những dòng iOS 6 đi dây gắt rồi thì chính là cái Tweet dùng để khóa nhanh màn hình. Thì thay vì chúng ta sử dụng cái nút này để khóa màn hình, thì đối với những dòng iPhone cũ này thì có thể những có những máy mà cái nút nguồn này nó không ăn, thì chúng ta cài cái Tweet Woodlock này nè các bạn. Thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cái là nó sẽ khóa cái màn hình luôn, hạn chế sử dụng cái nút này. Thì cái Tweet Woodlock này thì cũng vào CDA và các bạn tìm theo cái từ khóa Woodlock nha. Nhưng mà các bạn lưu ý, các bạn phải cài đúng cái phiên bản nó mới hoạt động nha. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn ở đây. Đây nè, các bạn phải cài cái Woodlock 3 này nha. Các bạn phải cài cái Woodlock 3 này nè thì nó mới hoạt động, còn cái Woodlock 2 và Woodlock ở trên này mình có cài rồi thì nó bị vào chế độ an toàn ha. Các bạn cài Woodlock 3 này từ cái nguồn cda.vn thì khi cài Woodlock 3 vào rồi thì hoạt động bình thường trên iOS 6. Thì đó là một vài cái Tweet mà mình sử dụng trên cái dòng iPhone iOS 6 đã dây gắt của mình. Thì theo mình thấy thì những cái Tweet đó nó cũng hỗ trợ cho trong quá trình sử dụng của mình nó được thuận tiện hơn. Ví dụ như cài đặt nhanh những cái chức năng, hay là xóa những cái đa nhiệm nó nhanh hơn, hay là cử chỉ vuốt của nó cũng tiện lợi hơn rất là nhiều. Thì các bạn có những cái Tweet nào đó trên iOS 6 mà hay đó, có thể chia sẻ với mình ở trong cái phần mô tả video nhé. Thì video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần kênh phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Rồi, mình xin chào và tạm biệt.